chồng có quỷ đen luôn mang đến tâm trạng nặng nề cho chị em phụ nữ. Alo anh ơi, chung cư của mình báo cháy, còn gì quan trọng không? Em gom luôn một lần. Còn đúng rồi. Em lấy hết rồi. Chung cư là chỉ tập huấn cháy thôi anh, nhưng mà nhà mình là sách cháy thiệt rồi. Nhưng có phải quỷ đen lúc nào cũng xấu? Mấy cô vợ như em nè cứ hà khắc trong chi tiêu làm chi? Tụi anh phải lọc quỷ đen chứ. Nên cư xử thế nào khi phát hiện quỷ đen của chồng để không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình? Xem bản thân mình mình có khắt khe quá hay như thế nào không để chồng mình dẫn đến cái chuyện là lập quỷ đen. Khi cần có cái công việc quan trọng thì anh ấy cũng sẵn sàng chung tay cùng với vợ. Chị em phụ nữ chúng ta cũng nên có một cái suy nghĩ khác về cái vấn đề đó. Đừng kỳ vọng là mình sẽ kiểm soát cái số tiền của người khác. Càng kiểm soát đó thì người ta sẽ tìm cách để người ta thoát khỏi sự kiểm soát, thì nó sẽ dẫn đến hai vợ chồng chúng ta có khả năng là đối đầu với nhau về vấn đề tiền bạc. Đón xem Quyền Năng Phái Đẹp, chủ đề Quỷ Đen Của Chồng phát sóng vào lúc 19h15 phút ngày 23 tháng 3 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.